mọi người, mình là Trâm Mai. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Girl With Mai cũng như là series tâm sự của cựu thủ khoa Đại học Ngoại thương. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách ôn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 cấp tốc trong vòng 6 tháng ha. Video clip này là cái video clip mình đặc biệt gửi đến những cái bạn mà từ trước đến giờ các bạn đã lỡ lơ đỉnh trong việc học, và bây giờ thì các bạn nhận ra rằng thời gian không còn nhiều nữa và các bạn muốn bắt tay vào học thì các bạn nên học như thế nào. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể đến các bạn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi kênh của mình thì mình là Dream Mai, mình là một trong những cựu thủ khoa Đại học Ngoại thương, và cái kỳ thi đại học nó thực sự là đã cho cuộc đời mình sang một cái trang khác, tích cực hơn và phong phú hơn rất là nhiều. Nên mình mong muốn thông qua series này chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm đã giúp mình đậu được Đại học Ngoại thương cũng như là giành được học bổng đi du học nước ngoài. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề trong video clip ngày hôm nay thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Ok, thì trước khi mình đi vào kế hoạch cụ thể thì mình muốn chúng ta cùng nhau nhìn lại cái study roadmap mà hồi xưa mình và các bạn đã làm trong năm ngoái, các bạn có nhớ không? Thì các bạn có để ý là hiện tại thì chúng ta đã đi qua cái tuần đầu tiên trong tháng 1 rồi nha. Và chúng ta còn chính xác là khoảng 6 tháng nữa, nếu như tính là vào tháng 7, vào khoảng ngày 8, ngày 9, tháng 7, các bạn sẽ làm từ ngày 7 cho đến ngày 11 hả? Các bạn sẽ làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông á. Thì chúng ta còn đúng 6 tháng nữa nha mọi người. Thì và các bạn sẽ cảm thấy rằng là chúng ta có những cái cột mốc rất là quan trọng, những cái thời điểm ôn tập rất là quan trọng trong cái thời điểm này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái tuần nghỉ Tết nè. Vậy thì mình chân thành khuyên các bạn rằng là 6 tháng nó không còn là dài nữa, chúng ta hãy bắt tay vào học ngay bây giờ. Thì 6 tháng nó không là dài nhưng chắc chắn nó là không là ngắn. Bởi vì là như trong video clip tuần trước, khi mà mình chia sẻ về kế hoạch học tập trong tháng 1, thì mình cũng đã nói với các bạn là 3 tháng cuối, từ tháng 4 trở đi á, thì là 3 tháng cuối này các bạn chăm chỉ lắm thì các bạn tăng được 10% điểm thôi. Còn nếu mà các bạn học từ cái khoảng thời gian 6 tháng trước khi thi thì nếu các bạn có thể nâng được cái mức của mình lên một cái tầm cao mới nha. Các bạn biết sao không? Cái ví dụ như các bạn là học sinh trung bình thì các bạn học trong kỳ này thì các bạn có thể nâng lên được. Tất nhiên từ học sinh trung bình không thể châm một phát, không thể nhảy một phát mơ đến những cái trường top như là kinh tế quốc dân hay ngoại thương được. Nhưng các bạn chắc chắn có thể mơ được đến những cái trường tầm trung. Giả sử như nếu từ trước đến giờ các bạn chưa từng học, các bạn lơ là. Còn nếu như các bạn đang là học sinh khá thì 6 tháng này các bạn chắc chắn có thể vẫn có thể lên mức giỏi hoặc là xuất sắc được nha. Nói chung nếu các bạn học từ cái khoảng thời gian 6 tháng trước khi thi thì các bạn hoàn toàn có thể lật ngược tình thế nha mọi người. Nên là hãy bắt tay vào học liền. Rồi, vậy thì bây giờ mình đi vào chủ đề chính là trong 6 tháng này á, thì các bạn nên học như thế nào nha. Thì nói là 6 tháng nhưng video clip ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào cái việc rằng là các bạn nên học trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 như thế nào nha mọi người. Thì đầu tiên á, là trong những cái tháng này, từ tháng 1 đến tháng 2 là cái thời điểm các bạn nên củng cố lại những cái kiến thức cơ bản. Rồi từ tháng 3, tháng 4 á, là cái thời điểm mà các bạn bắt đầu học lên những cái dạng nâng cao hơn. Và đến tháng 5, tháng 6 á, là cái khoảng thời gian mà các bạn không cần học, không cần nhồi nhét những cái dạng mới quá nhiều nữa, mà các bạn sẽ ôn tập lại những gì đã học để chúng ta có một cái phong độ giải bài một cách tốt nhất khi chúng ta đang ngồi trong phòng thi trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 nha mọi người. Thì đó là cái những cái việc cần làm trong từ tháng 1 cho đến tháng 6 một cách chung nhất. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ vào cụ thể từng môn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể trong từ tháng 1 đến từ tháng 1 đến 2 tháng 3 cái cách mà các bạn nên học những cái môn toán, văn và tiếng Anh như thế nào nha. Đầu tiên là môn toán nha mọi người. Thì đối với bộ môn toán á, thì mỗi ngày các bạn nếu từ trước đến giờ, giả sử như nếu từ trước đến giờ các bạn chưa từng học toán thì các bạn nên dành thật nhiều thời gian ra học toán đi cho mình. Thì cái cách học từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 là cái giai đoạn mà các bạn sẽ lấy lại kiến thức cơ bản này như thế nào nha mọi người. Thì các bạn nên dành ra cho mình mỗi ngày từ 3 cho đến 4 tiếng học toán cho mình nha. Cái cách học là như thế này nha. Nếu như có những cái chuyên đề nào các bạn chưa học, các bạn học chưa kỹ, lúc đó thầy cô giảng các bạn không nghe và các bạn không theo dõi thì các bạn nên học lại cho mình ha. Và nếu như từ trước đến giờ các bạn chưa học gì thì hãy học một cách gọi là đầy đủ nhất những cái chuyên đề quan trọng, ví dụ như là ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số nè, hàm số lũy thừa, nguyên hàm tích phân, ứng dụng số phức nè, khối đa diện mặt
mặt trụ cầu, phương pháp tọa độ không gian, hàm lượng giác, vân vân và vân vân nha mọi người. Thì tất nhiên á là khi các bạn học thì các bạn lưu ý những cái việc như thế này, các bạn hãy đánh những cái chương trình mà đã học qua trên lớp mà các bạn chưa học tới, đặc biệt là những cái điều quan trọng, ví dụ đã học từ học kỳ 1, ví dụ như là ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Thì mình cảm thấy đây là chương trình đã học từ học kỳ 1, nếu các bạn chưa theo kịp thì hãy học những cái này. Còn những cái chương trình mà học từ học kỳ 2, ví dụ như là tích phân rồi là số phức, thì các bạn có thể chờ trên lớp giảng cũng được. Còn những cái vấn đề từ lớp 11, lớp 12 có trong đề thi đại học mà các bạn chưa học qua thì các bạn nên cũng dành ra để mà ôn tập ha. Thì cái cách học như sau nha mọi người, các bạn sẽ gọi là xem sơ qua cái lý thuyết, đừng có quá chú tâm vào việc phải hiểu nó, đừng có đặt nặng cái việc phải hiểu lý thuyết. Nhiều khi toán nó có những cái nó gọi là nó trừu tượng, các bạn không hiểu cho đến khi các bạn làm bài tập đâu, nên là cứ nhảy xem sơ qua lý thuyết rồi cố gắng nhớ nó cũng được, nhưng nếu cảm thấy quá khó nhai thì bỏ qua, làm ngay bài tập cái phần đó cho mình. Và vừa làm bài tập á, các bạn vừa đánh dấu lại những cái câu các bạn đã sai, và sau đó các bạn xem bài giải nha. Rất là quan trọng trong cái việc là các bạn được xem bài giải nha. Mình đang nói một cách là nếu các bạn tự học, còn nếu các bạn đi học thêm và có người dạy cho các bạn thì hãy theo chương trình của người ta nha mọi người. Và ít nhất mỗi ngày cố gắng giải bằng nhiều, thật nhiều bài, càng nhiều bài tập càng tốt cho mình, là ít nhất giải cho mình 15 câu. Và sau đó là học thuộc cách giải, rồi là làm những cái cuốn vở luyện tập như ngày xưa mình đã giới thiệu cho các bạn đó. Tức là khi mà các bạn học một cái chuyên đề mới nào, bây giờ mình nói lại nha, xem sơ qua lý thuyết, xong rồi các bạn sẽ giải bài tập. Thì ví dụ như trong cái phần bài tập nó có từ 10 đến 15 câu, và các bạn giải thử qua cái câu nào các bạn biết giải thì biết giải, không biết giải thì thôi, cũng đừng có dành nhiều thời gian suy nghĩ nó. Bởi vì là toán nó không có gì, nó không phải là quá khó, nhưng nó cũng không phải là không biết gì mà giải được đâu. Nếu không giải được thì thôi, đừng dành nhiều thời gian cho nó, các bạn không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mà hãy, cái điều quan trọng hơn là không giải được thì đánh dấu tích vào, hoặc là giải sai thì đánh dấu tích vào, và sau đó chúng ta sẽ coi bài giải và học cái cách giải đó nha mọi người. Sau khi chúng ta đã biết được những cái dạng nào chúng ta giải sai rồi thì coi như đó là dạng mới mà chúng ta chưa biết cách giải, thì chúng ta sẽ làm vào những cái cuốn vở luyện tập như thế này. Mà trong cái video clip mà mình được khá là nhiều view nhất trong kênh của mình luôn, đó chính là những cái cuốn mà mình sẽ ghi dạng bài ở trên, bài giải ở dưới, và sau đó cái phần bên trái sẽ là cái phần luyện tập. Thì mỗi cái dạng như vậy thì mỗi cái bài các bạn là đã làm sai, các bạn học cái dạng mới á, thì nhớ giải lại cho mình 5 lần nha. Thì đó là cái cách học toán như mình đã nói rồi đó, chú tâm vào phần giải bài tập và không có cần phải nói chung là không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều nữa, cứ giải và sau đó xem bài giải và học cách giải cho mình nha. Thì nói về nguồn tài liệu để học toán á, thì các bạn nên sử dụng những cái giáo trình của thầy cô các bạn, hoặc là của những cái cuốn sách tham khảo uy tín ha. Và người ta phải có cái bài tập chia theo chuyên đề, và sau đó là có cái lời giải, thì các bạn sẽ rất là dễ học nha mọi người. Và một trong những cái giáo trình mà mình muốn khuyên các bạn dùng đó chính là cái cuốn tiết lộ bí quyết 3 bước đạt điểm 8 cộng môn toán học ha, 3 step nha. Thì cuốn này mình đã giới thiệu rất là cụ thể trong các cái video clip trước, nên là video clip này thì mình sẽ không nói rõ về đặc điểm, nhưng mà mình rất là khuyên các bạn bổ sung cái cuốn này vào tủ sách luyện thi của mọi người. Và tiếp tục đến môn tiếng Anh á, thì để các bạn có một cái môn tiếng Anh luôn luôn là cái môn kéo điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nha, nên là các bạn cố gắng đạt được điểm tiếng Anh cao nhất có thể cho mình nha. Thì để mà đạt được một cái điểm tiếng Anh tốt á, thì mình nghĩ 6 tháng là đủ để tạo nên một cái điểm, thậm chí là 9 cộng cho mọi người. Môn tiếng Anh nó không khó như toán và văn, nên là ngoài việc mà bồi đắp cái vốn ngữ pháp và từ vựng á, thì bắt đầu từ tháng 1 này luôn, mình nghĩ rằng các bạn nên luyện các cái dạng bài luôn. Thì mình cảm thấy là đã đến cái tình huống cấp bách như thế này rồi á, thì cái việc luyện dạng bài ngay từ bây giờ nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc là các bạn vừa biết được kỹ năng để mà xử lý cái bài thi, cũng như là củng cố được cái kiến thức từ vựng và ngữ pháp của mình ha. Thậm chí là học từ vựng mới, học ngữ pháp mới. Thì bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ nha. Step 1. You need to get an overview. You have to read the title of the passage, and then you can read the passage thoroughly to get an overview. Thì với bước đầu tiên, ta sẽ hiểu nội dung chính của bài đọc này như thế nào? À, đọc lướt đúng không nhỉ? Thế đọc lướt thế nào? Rồi, ta sẽ đọc tiêu đề. Cơ mà trường không có tiêu đề ấy, thì ta hãy đọc hai câu đầu và hai câu cuối của đoạn văn. Thường chỉ cần như thế thôi là đã nắm được nội dung, tinh thần của bài đọc rồi đấy. Khi ta hiểu được tinh thần của bài đọc rồi, thì từ đó ta sẽ có thể dự đoán được tiến trình nội dung sẽ diễn ra như thế nào. Ngoài ra,
Nếu chúng mình dự đoán được nội dung của đoạn văn, cũng như khi mà mình dự đoán được cái bộ phim mà mình yêu thích ấy diễn biến như thế nào ấy, thì mình sẽ thấy việc đọc vui vẻ hơn, thích thú hơn và dễ dàng hơn nhiều. Ta không nên tập trung vào từ mới đâu, vì bước này thì mình chỉ cần hiểu ý chính thôi nhá. Nếu có gặp từ mới thì không cần lo lắng nha, không phải cuống làm gì. Thêm nữa, ví dụ như sau khi mình nghe giảng á, thì mình hiểu được là nếu mà lỡ mình có gặp từ khó trong bài đọc á, thì mình không có cần phải bị khớp, mình có thể bỏ qua. Và cũng như mình đã hiểu được rằng là trước khi mình bắt tay vào làm một cái giải một cái bài hoàn thành câu á, thì mình nên đọc lướt trước nha mọi người. Và tiếp đến là khi mà mình học cái những cái dạng bài như thế này á, thì đến lúc mà cô sửa bài á, thì mình sẽ học được thêm rất là nhiều cái từ mới, nên là mình cảm thấy là cái việc mà học các dạng bài này nó cũng phục vụ cho cái việc học từ mới của mọi người nha. Mỗi ngày đi học là một ngày vui à, kỳ thi lại khiến cho học sinh cảm thấy không được vui lắm, và nhiều học sinh thì lại thích không phải thi thố gì cả. Thế mình đoán đoán được ngay là có vẻ bài này sẽ nói về trường học và thi cử. Cơ mà cứ phải đọc thêm câu cuối nữa xem thế nào nhá. Đọc câu cuối xong thì mình thấy rằng họ bảo cái gì đó là cách tốt nhất để kiến thức và khả năng của học sinh khi học hành. Thế nên chắc chắn là bài này nói về thi cử và trường học rồi. Cụ thể hơn thì mình muốn giới thiệu đến các bạn khóa học chiến thuật xử lý các dạng bài trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh trên nền tảng Prep nha mọi người. Thì đây là khóa học mà các thầy cô ở trên nền tảng Prep đã tổng hợp lại cái đề thi của Bộ Giáo dục trong 4 năm đổ lại đây để mà đưa ra những cái chiến thuật giúp các bạn làm bài ha. Ví dụ như cách phân bổ thời gian như thế nào, nếu mà các bạn gặp những cái mẫu ngữ pháp hay là cái từ vựng các bạn không biết, các bạn sẽ xử lý ra sao. Và mình cảm thấy nó rất là cần thiết, bởi vì là các bạn có học từ vựng đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn là đề bài cũng sẽ đố các bạn những cái mẫu mà các bạn không biết. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào, thì mình thấy rằng là khóa học đã giảng cái phần này rất là tốt. Thì mình cũng đã xem qua và mình cảm thấy rất ưng, nên là mình mong muốn các bạn sẽ bổ sung khóa học này vào cái vấn đề học tiếng Anh của các bạn. Bởi vì ngày xưa khi mà mình đi học thêm thì mình nhận ra một điều rằng là mình ít được dạy về chiến lược xử lý dạng bài lắm, mà chủ yếu là mình chỉ ôm những cái cuốn ngữ pháp hay là từ vựng để học thôi. Thì mình cảm thấy như vậy là nó chưa đủ hơn, nhưng mà cái khóa của Prep này đã lấp được cái khoảng trống đó trên thị trường giáo dục, nên mình cảm thấy đây là một cái khóa mình rất là mong các bạn sẽ sử dụng để mà ôn thi. Và ngoài cái việc rằng là các bạn học cái khóa chiến thuật xử lý các dạng bài Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh này á, các bạn sẽ nắm, ngoài cái việc là nắm được những cái kỹ năng để mà làm bài thực sự trong vòng thi á, thì các bạn còn đây còn là một cái nguồn để mà các bạn học từ vựng rất là tốt nha. Bởi vì là như các bạn cũng biết là ra thi á, người ta sẽ test các bạn bằng việc là cho những cái từ nó giống giống nhau á. Thì khi mà các bạn sử dụng khóa này, các bạn làm cái phần luyện tập hay là các bạn giải thử những cái đề thi thử, thì ở trong phần giải thích người ta sẽ giải thích rất là rõ, cũng như là cho các bạn cái nguồn từ vựng để các bạn học, các bạn củng cố cái từ vựng. Đây cũng là một cái hình thức rất tốt nha. Không có hình thức nào tốt bằng việc là làm bài tập khi các bạn học, thì các bạn vừa học từ vựng, vừa học ngữ pháp và vừa làm bài tập. Như vậy thì cái độ tiếp thu của các bạn đối với cái từ vựng và ngữ pháp nó cũng tốt hơn. Và ngoài ra, đối với những bạn mà từ trước đến giờ các bạn chẳng đụng gì đến ngữ pháp á, thì khi mà các bạn giải những cái bài tập, các bạn học cách xử lý rồi xong các bạn giải bài tập á, thì trong cái phần giải thích nếu các bạn có lỡ làm sao thì các bạn cũng biết là các bạn sai ở cái văn phạm nào, thì các bạn cứ việc bổ sung cái văn phạm đó thôi nha. Còn về nguồn học tập á, về từ vựng thì mình có làm rất là nhiều video clip trước đó, các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn học theo cái từ vựng trong sách giáo khoa ha, bởi vì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều trong đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022. Tiếp đến là về nguồn học ngữ pháp á, thì nếu như các bạn là một người thuộc diện kiểu là từ trước đến giờ chẳng học tiếng Anh á, thì mình nghĩ rằng các bạn nên học theo cái hình thức nghe giảng. Thì trên nền tảng Prep có cái khóa học nền tảng về ngữ pháp từ vỡ lòng cho đến trung cấp cho đến ngữ pháp nâng cao á, thì các bạn có thể theo dõi những cái khóa đó. Thì cái cách học như thế nào, thì ví dụ như các bạn làm thử bài tập, học thử các dạng bài và phát hiện ra ví dụ như ở cái phần giải thích này người ta nói là trong phần này sẽ dùng mệnh đề quan hệ, thì các bạn phát hiện ra các bạn chưa hiểu về mệnh đề quan hệ, thì các bạn có thể đi xem cái video clip về mệnh đề quan hệ. Thì mình nghĩ rằng nghe người khác giảng nó sẽ dễ hơn là chúng ta tự đọc sách hơn. Nhưng nếu các bạn thuộc diện là thích tự đọc và tự học, tự tìm tòi, mình nói với các bạn là sẽ mất thời gian hơn là các bạn nghe giảng hơn, thì các bạn có thể tham khảo cuốn Mai Lan Hương, bởi vì cuốn ngữ pháp Mai Lan Hương người ta có viết tiếng Việt trong đó. Ok,
Ok, và cuối cùng là môn văn. Thì môn văn là cái môn gọi là thuộc diện khá là học thuộc thôi, thì mình nghĩ rằng nó sẽ dễ thở hơn là môn toán và môn anh văn. Thì bởi vì là môn văn từ giờ cho đến tháng 6, tháng 7 các bạn học thì vẫn kịp nha. Môn văn á, thì các bạn nhớ chia theo tỷ lệ. Đầu tiên là về cái tỷ lệ thời gian học thì nhớ chia ra là 3 phần thì dành cho đọc hiểu và nghị luận xã hội, còn 7 phần còn lại các bạn sẽ dành ra học thuộc các cái luận điểm trong các cái tác phẩm nha. Và nói về môn văn thì chúng ta nên học như thế nào, thì mình rất là khuyên các bạn sử dụng cái phương pháp đọc 7 lần của mình. Mình có làm một riêng một cái video clip chỉ nói về phương pháp đọc 7 lần trong việc học văn thôi, thì hy vọng phương pháp này sẽ giúp cho các bạn học văn đỡ bị khô khan và chán nản hơn. Và cuối cùng á, là trong cái quá trình các bạn học thì nhớ dành ra 6 phần thời gian là để học lý thuyết, bởi vì môn văn cái lý thuyết nó nặng lắm mọi người, và 4 phần còn lại là các bạn dành ra để luyện viết văn cũng như là làm bài tập nha mọi người. Và nếu như các bạn muốn hỏi mình rằng là cái tài liệu nào để mà học môn văn á, thì mình sẽ giới thiệu cuốn 3 Steps tiết lộ bí quyết 3 bước đạt điểm 8 cộng môn ngữ văn ha. Và trong video clip này thì vì nó đã, thời lượng nó đã dài rồi nên mình sẽ không giới thiệu cụ thể. Các bạn hãy xem theo dõi video clip phương pháp học văn bằng cách đọc 7 lần để biết chi tiết về cuốn sách này nha mọi người. Ok, video clip ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình sẽ để link của các sản phẩm mình giới thiệu trong video clip ở dưới phần mô tả. Và nếu như các bạn có quan tâm đến khóa chiến thuật xử lý các dạng bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh trên nền tảng Prep á, thì đừng quên sử dụng mã code Prep và My để được khuyến mãi 800.000 cho combo khóa nền tảng và khóa chiến thuật xử lý các dạng bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh trên nền tảng Prep nha. Ok. Và chương trình thì sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 1, nên các bạn đừng bỏ lỡ nha. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì nhớ để ở dưới phần bình luận cho mình. Mình chúc các bạn có 6 tháng luyện thi thật là thành công, thật là hiệu quả. Và nếu như các bạn thấy thích video clip này thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.